Xin chào anh em Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh xe Việt Trên video anh em đang xem Đây là mẫu xe Kia K3 Một mẫu xe sedan hạng C Xe được lắp ráp tại Việt Nam Trên thị trường, mẫu xe Kia K3 cạnh tranh trực tiếp Với mẫu xe Hyundai Elantra Mazda 3, Toyota Altis Honda Civic Và một số những mẫu xe sedan cỡ C khác Tầm tiền của Kia K3 Nằm trong khoảng từ hơn 500 cho đến hơn 700 triệu Cho các phiên bản và trên thị trường với tầm tiền này thì anh em có rất nhiều những sự lựa chọn trong cái phân khúc khác ví dụ như là phân khúc gầm cao cỡ B hay là phân khúc MPV 7 chỗ chính sách bán hàng của hãng xe Kia nói chung và mẫu xe Kia K3 nói riêng đó là chính sách phân vùng thị trường anh em mua xe đăng ký biển ở đâu thì chỉ có showroom ở nơi đó được phép bán cho anh em thôi và hiện tại bên em có cơ sở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ bán hàng trực tiếp cho anh em và tại cơ sở thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại đang có khuyến mại giảm giá cho một số phiên bản Em sẽ cập nhật cụ thể ngay phần tiếp theo của video này Và mời anh em cùng xem tiếp video Em cập nhật chính sách bán hàng chi tiết cho từng phiên bản Kia K3 để anh em nắm được Mẫu xe Kia K3 có 3 tùy chọn động cơ cho anh em Tùy chọn động cơ đầu tiên đó là tùy chọn động cơ 1.6 Thì có 3 phiên bản Kia K3 bản 1.6 MT Dinac số sàn phiên bản này rất ít anh em quan tâm và gần như là không có xe để sao cho anh em vì nhà máy cũng không chú trọng nắp ra phiên bản này. Phiên bản thứ hai đó là chiếc K3 bản 1.6 AT Luxury phiên bản thứ ba đó là K3 bản 1.6 AT Premium. Tùy chọn động cơ thứ hai đó là động cơ 2.0 thì có phiên bản Kia K3 2.0 AT Premium và tùy chọn động cơ 1.6 Turbo thì có một phiên bản duy nhất đó là chiếc Kia K3 bản 1.6 Turbo. Mời anh em cùng đến với phiên bản đầu tiên em sẽ cập nhật chính sách bản hàng cho anh em đó là K3 bản 1.6 AT Luxury Em xin phép điểm qua những thông số kỹ thuật cơ bản của phiên bản này để những anh em nào mới tham khảo anh em thể nắm được Xe sử dụng động cơ 1.6 lít kèm hộp số 6 cấp cho công suất cực đại là 128 mã lực Trục cơ sở của xe là 2700 mm khoảng sáng gầm là 15cm xe trong bị phanh đĩa cả 4 bánh mâm đúc 17 inch về ngoại thất cụm đèn pha dạng bóng halogen projector có cảm biến tự động, có đèn daylight ban ngày dạng led, cụm đèn hậu dạng led, gương chiếu hậu bên ngoài chỉnh gập điện và tích hợp báo rẽ. Về nội thất xe trang bị ghế da, điều hòa tự động hai vùng độc lập, có cửa gió hàng ghế sau, ghế lái chỉnh điện, màn hình trung tâm 3,5 inch, màn hình giải trí 8 inch, hệ thống âm thanh xe trang bị 6 loa, có chìa xe mát cây để nổ bằng nút bấm, có tích hợp khởi động từ xa, xe được trang bị cửa sổ trời. Về hệ thống an toàn, xe trang bị hai túi khí cùng với các tính năng an toàn như là chống bó cứng phanh phân phối được phanh điện tử, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, xe trang bị camera lùi, cảm biến sau so và có trang bị cruise control ga tự động. Giá bán tại thời điểm đầu tháng 5 cho phiên bản 1.6 AT Luxury vẫn đang ổn định so với tháng 4 vừa rồi và cụ thể giá bán cho anh em là 564 triệu. Anh em nào mua xe tại cơ sở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh bên em thì vẫn sẽ có cơ chế linh động hỗ trợ giảm thêm tiền mặt hoặc tặng thêm phụ kiện cho anh em. Căn cứ từ giá bán 564 triệu Giá xe ra biển số lăn bánh tại các địa phương Em tính cho anh em như sau Anh em nào mua xe đăng ký biển Hà Nội Thì giá xe ra biển số lăn bánh sẽ là 664 triệu Các tỉnh áp 12% là 644 triệu Các tỉnh áp 10% là 631 triệu Và thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 651 triệu Giá xe ra biển số lăn bánh trên Đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản Theo quy định của nhà nước Anh em có thể nhìn trên màn hình Và trong thời gian tới Nếu có chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ Anh em mua xe tại điểm này anh em chờ đến khi nào có chính sách hỗ trợ 50 để các bạn có hiệu lực anh em đi đăng ký thì anh em sẽ tiết kiệm được khoảng từ 35 cho đến 40 triệu tiền thuế trước bạn còn anh em mua xe tại điểm hiện tại thì chi phí ra biển số lăn bánh vẫn như trên video em cập nhật cho anh em anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp chiếc K3 bản 1.6 AT Luxury số tiền ban đầu anh em cần phải chuẩn bị thấp nhất cho em tại điểm này như sau anh em ở Hà Nội cần chuẩn bị 184 triệu các tỉnh áp 12 là 165 triệu các tỉnh áp 10 là 152 triệu và thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 171 triệu. Ngoài ra thì anh em sẽ phải mua thêm bảo hiểm thân vỏ. Năm đầu tiên trị giá là 6,7 triệu cùng với dịch vụ đăng ký xe chọn gói. Và như vậy anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa 85% giá trị xe sẽ tương đương với số tiền là khoảng 479 triệu. Trong thời gian vay tối đa 8 năm thì gốc lại tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán cho em ít nhất là khoảng 7,8 triệu, trong đó thì gốc chia đều cho hàng tháng trong 8 năm là 4,9 triệu cùng với lãi suất tháng đầu tiên là 2,9 triệu. Dư nợ sẽ giảm dần. Phiên bản thứ hai em cập nhật chính sách bán hàng cho anh em đó là chiếc K3 bản 1.6 AT Premium. Về thông số kỹ thuật của xe, em xin phép cập nhật cho anh em như sau. Ngoài các tính năng option như bản Luxury thì bản 1.6 Premium được nâng cấp và trang bị những tính năng như sau. Xe trang bị cụm đèn pha dạng LED, ghế lái chỉnh điện và có thêm nhớ vị trí, có sửa và làm mát hàng ghế trước. Xe có trang bị sạc không dây, màn hình thông tin 4.2 inch, màn hình đa phương tiện 10.25 inch. Gương chiếu hậu trong xe thì tích hợp chống chói, hệ thống an toàn xe được trang bị 6 túi khí và nhiều hơn so với bản Luxury vừa rồi và xe được trang bị thêm cảm ứng trước ngoài ra thì vẫn trang bị đầy đủ những tính năng an toàn cơ bản như bản Luxury giá bán tại thì hiện tại theo công bố của nhà máy và áp dụng trên toàn quốc là 599 triệu anh em nào mua xe tại cơ sở hà nội và thành phố hồ chí minh bên em thì vẫn có cơ chế linh động giảm thì tiền mặt và tặng thêm phụ kiện cho anh em với giá bán 599 triệu giá xe ra biển số ra bánh tại các địa phương em cũng đã tính cho anh em tại thì điểm này như sau anh em ở Hà Nội sẽ là 703 triệu các tỉnh áp 12% là 683 triệu các tỉnh áp 10% là 670 triệu và thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 689 triệu giá xe ra biển số đoàn bánh trên cũng đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản anh em có thể xem trên màn hình giúp em và anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp số tiền ban đầu anh em cần phải chuẩn bị thấp nhất như sau anh em ở Hà Nội cần chuẩn bị 194 triệu các tỉnh áp 12% là 174 triệu các tỉnh áp 10% là 160 triệu và thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 180 triệu ngoài ra thì anh em sẽ phải mua thêm bảo hiểm thân vỏ và năm đầu tiên chỉ là khoảng 7,1 triệu cùng với dịch vụ đăng ký xe chọn gói và như vậy anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa là khoảng 509 triệu trong thời gian vay tối đa 8 năm gốc lại tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 8,3 triệu trong đó thì gốc chia đều là 5,3 triệu cùng với lãi suất tháng đầu tiên là 3 triệu dư nợ cũng sẽ giảm dần Mời anh em cùng đến với phiên bản tiếp theo, đó là chiếc Kia K3 bản 2.0 AT Premium. Phiên bản này đang có chính sách hỗ trợ giảm giá và theo em mới nhận được thì hiện tại tại chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh thì đang giảm 20 triệu tiền mặt rồi, còn tại cơ sở Hà Nội thì chưa có công văn. Nhưng em vẫn sẽ tính với cái mức giá giảm 20 triệu này cho anh em để anh em nắm được. Như vậy thì giá mới cho anh em bây giờ tại điểm này là 619 triệu cho chiếc K3 bản 2.0 Premium. Căn cứ từ giá bán này, giá sẽ ra biển số lan bạch em cũng đã tính cho anh em cụ thể như sau. Anh em ở Hà Nội chi phí ra biển số lan bánh sẽ là 726 triệu Các tỉnh áp 12% là 707 triệu Các tỉnh áp 10% là 693 triệu Và thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 712 triệu Giá xe ra biển số lan bánh trên cũng đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản anh em có thể xem trên màn hình giúp em. Và anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp thì số tiền ban đầu anh em cần phải chuẩn bị thấp nhất như sau. Anh em ở Hà Nội cần chuẩn bị 200 triệu, các tỉnh áp 12% là 181 triệu, các tỉnh áp 10% là 166 triệu và thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 186 triệu. Nếu anh em được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ và anh em mua xe tại điểm này thì chi phí ban đầu cũng như là giá xe ra biển số là bánh, anh em cứ mặc định trừ đi cho em khoảng tầm 40 cho đến 45 triệu. Trả góp thì bắt buộc anh em sẽ phải mua thêm bảo hiểm thân vỏ và năm đầu tiên chỉ giá là 7,4 triệu cùng với dịch vụ đăng ký xe chọn gói và với gói vay 85% giá trị xe là và gói vay tối đa anh em có thể vay được sẽ tương đương với số tiền là 526 triệu trong thời gian vay tối đa 8 năm thì gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán cho em ít nhất là khoảng 8,6 triệu trong đó thì gốc chia đều cho hàng tháng trong 8 năm là 5,4 triệu cùng với lãi suất tháng đầu tiên là 3,2 triệu dư nợ cũng sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo và phiên bản tiếp theo phiên bản cao cấp nhất em cập nhật chỉ sách bán hàng cho anh em đó là chiếc K3 bản 1.6 Turbo Phiên bản này hiện tại đang được hỗ trợ giảm 20 triệu tiền mặt, giá bán cho anh em là 714 triệu. Với giá bán 714 triệu, giá xe ra biển số lăn bánh em cũng đã tính cho anh em, cụ thể như sau. Anh em ở Hà Nội sẽ là 822 triệu, các tỉnh áp 12% là 802 triệu, các tỉnh áp 10% là 788 triệu và thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 807 triệu. Giá xe ra biển số lăn bánh trên cũng đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản. Anh em có thể xem lại trên màn hình giúp em. Và anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp Số tiền ban đầu anh em cần phải chuẩn bị thấp nhất như sau. Anh em ở Hà Nội cần chuẩn bị 215 triệu. Các tỉnh áp 12% là 195 triệu. Các tỉnh áp 10% là 181 triệu. Và thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 201 triệu. Ngoài ra thì anh em sẽ phải mua thêm bảo hiểm thân vỏ. Và năm đầu tiên trị giá là 8,5 triệu. Cùng với dịch vụ đăng ký xe, chọn gói. Và như vậy thì anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa 85% giá trị xe. Cụ thể với chiếc K3 1.6 Turbo sẽ tương đương với số tiền là khoảng 606 triệu trong thời gian vay tối đa 8 năm thì gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 9,9 triệu trong đó thì gốc chia đều là 6,3 triệu cùng với lãi suất tháng đầu tiên là 3,6 triệu dư nợ cũng sẽ giảm dần <laughs> ngoài các phiên bản trên thì còn phiên bản số sàn cho chiếc K3 nhưng phiên bản này thực sự là rất ít anh em quan tâm cũng như là nhà máy cũng không chú trọng lắp ráp chính vì vậy em sẽ không cập nhật và như vậy trên đây đó là toàn bộ thông tin về chính sách bán hàng của các phiên bản Kia Kappa tại thời điểm ngày đầu tháng 5. Hy vọng những thông tin em chia sẻ trên video sẽ giúp ích cho anh em trong việc tham khảo lựa chọn xe cho phù hợp tại thời điểm này. Cảm ơn anh em và hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo. Xin chào anh em.